Chào mọi người nha, đây là cái đoạn dịch tim mình quay hôm mùng 10 âm lịch. Nay là ngày 24 âm lịch nha mọi người. Bài dịch của mình cũng được 2 tuần rồi. Bài dịch này khoảng 200-230. Dịch hôm nay rất là đều luôn nha mọi người. Mình mới xả xuống, thì ở đây là mình còn bỏ trong cái chuồng cát. Đây thời tiết mấy bữa nay mưa quá, chuồng này là đổ cát khoảng 3-4 tấc nha mọi người. Thì cái bài dịch này mình sẽ quay chi tiết từ 1 ngày tuổi tới thức chuồng là nó ăn và bao nhiêu ngày để xuất chuồng cho mọi người xem. Thì mọi người có nhu cầu con giống khu vực Cà Mau Bạc Liêu, mình sẽ giao tặng nơi luôn nha. Giống dịch rất là chuẩn luôn nha mọi người. Cái này là mình quay trên cái điện thoại cho nên dịch nó nhỏ. Ở ngoài thì cũng rất là ok nha mọi người, dịch 2 tuần mà. Quá trời trời mưa luôn mọi người. Rồi cảm ơn mọi người xem hết cái video nha, nhớ đăng ký cái kênh của mình nha.